Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản gửi đến Bộ Công an, Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm, bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền biên giới quốc gia. Qua theo dõi nắm tình hình, Bộ Thông tin và Truyền thông phát hiện tình trạng có nhiều phương tiện giao thông vận tải đường bộ của cá nhân và tổ chức có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên kính, thân xe và khung biển số xe, nhưng không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đáng lo ngại hơn, khung biển số ô tô, mô tô, xe gắn máy, thiết kế dán sẵn hình bản đồ thiếu Hoàng Sa, Trường Sa được sản xuất hàng loạt và bán tự do trên thị trường nhiều tỉnh, thành phố cả nước, cũng như một số sàn giao dịch điện tử như Shopee, Lazada. Các khung biển số này có thể dễ dàng lắp ráp vào biển số xe do cơ quan chức năng cấp. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cho rằng, do các phương tiện giao thông có phạm vi đi lại rộng, tác động thị giác lớn đến người dân và du khách nước ngoài, có thể hình thành ý thức sai lệch về chủ quyền biển đảo. Về lâu dài, việc này gây bất lợi trong công tác đấu tranh pháp lý chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Vì vậy, để xử lý tình trạng trên, Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp thông tin và đề nghị các bộ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm nêu trên theo thẩm quyền. Việc xử lý các hành vi nói trên căn cứ vào Luật Biển Việt Nam năm 2012, Nghị định 72 năm 2015 về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại, Nghị định 18/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Cụ thể, tại khoản 2 điều 11 nghị định này quy định phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. Đồng thời, bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ, buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do hành vi vi phạm nếu có. Ngoài ra, với hành vi xuất bản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ sẽ bị phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng. Với mức phạt như trên, cùng với việc vào cuộc xử lý của các cơ quan chức năng, chắc chắn rằng tình trạng sử dụng bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa sẽ chấm dứt và không tiếp tục tái diễn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân để thể hiện tình yêu nước đúng đắn khi sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam, tránh bị lợi dụng, gây bất lợi cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước nhà.